Rồi, hello cho anh em nha. Hôm nay là mùng 5 tháng 5 cho anh em mình đi ăn nhậu chúc mừng kênh Bà Tăng Vlog hoạt động kiếm tiền. Đó là một cái kênh rất là nhiều người theo dõi nha anh em. Mới có một tháng mà được 1.8 triệu người đăng ký rồi. Bây giờ mình sẽ đi chúc mừng nè. Hôm nay là mọi người đi rất đông nha anh em, bà con đi chúc mừng hết luôn. Bây giờ là mình lên ly chúc mừng kênh Bà Tăng Vlog bằng kim tiền. Anh em ở đây Phú Yên là chúc mừng cho bà này đây. Anh em Phú Yên đang coi kênh Bà Tăng Vlog này, đây đang coi này đó. Coi đang coi rất là nhiệt tình anh em đó. Bà nói là chào các cháu nha. Hôm nay là chúng cháu chào bà nha. Đây phát biểu đi, khi coi kênh Bà Tăng Vlog là anh có suy nghĩ như thế nào? Rất hay thiệt, nhưng mà muốn coi bà mà cố gắng cho bà, chúc cho bà cố gắng để mà bà những video khác để mà có được xem nhiều hơn. Chúc bà thành công nhé. Chúc bà thành công rồi. Kênh Bà Tăng Vlog là đạt lượng subscribe rất lớn nha anh em. Rồi hôm nay chúc mừng Bà Tăng Vlog đi. Hôm nay anh em ở Phú Yên nha anh em. Ở Phú Yên là hết luôn 100% chúc mừng luôn. 100%. Cạn ly chúc mừng luôn. Đây nha anh em Phú Yên đang vừa nhậu mà vừa coi kênh Bà Tăng Vlog nè. Hôm nay là nhậu lớn luôn á. Ở bên đây là trúng ngày Tết mùng 5 tháng 5 nữa nha anh em, mà chúc mừng kênh Bà Bạc Kim Tiền nữa. Mình là dân miền Trung nha anh em. Cái bóp nướng nè. Mình là dân miền Trung, nhưng mà mình nghe cái giọng bà rất là hay, hiểu không? Nhất là cái câu mà chào các cháu á. Nói chung là miền Trung nhưng mà ủng hộ, rất là ủng hộ bà, hiểu không? Chào các cháu nha. Câu nói rất là quen thuộc trong video, hiểu không? Rồi chuẩn bị mình lên món, mình khai vị, mình chúc mừng á. Rồi chiều giờ chưa ăn cơm cho anh em, bắt đầu giờ cơm tối hàng giờ mình ăn cơm nè. Rồi ăn cơm đi, ăn cơm mà có sức uống nha anh em. Mình đây là uống bé bé luôn á, uống chúc mừng mà. Mình đây Phú Yên tổ chức tiệc lớn mà. Anh em đây rất là đông phải không? Nội cho nghe quán đây là còn cạn ngang rồi các bạn. Mừng người mới với mừng chúc mừng có một team mới nữa. Rồi vô. Lập hội độc hội lộ độc thân, trong đây là chưa ai có người yêu nha. Tất cả kính thưa các lộ đây, lớn có nhỏ có vừa có biết có đây. Hôm nay là mình cho lớn mình chúc mừng Bà Tăng Vlog đây anh em mình. Chúc mừng cho kênh Bà Bạc Kim Tiền này, anh em rất là vui không? Rất là phấn khởi phải không? Chúc mừng cho bà có thêm thu nhập. Phát triển càng ngày càng lớn không? Đây là em gái chính đến từ thành phố Hà Nội nè, em đến Hà Nội không? Em là khách từ Hà Nội nên là ưu tiên cho em là chọn món. Mình là ở Quyên bình thường không, đỡ cho em lẹ chọn món. Đấy, ưu tiên cho em đến từ Hà Nội chọn món chứ. Em chọn món đi em. Em chọn đi. Anh là cỡ anh đang giới thiệu sản phẩm mà. Là cỡ anh chú đi. em gái xin đến từ thành phố Hà Nội mới cỡ đây không chịu ăn đây. Đâu, chọn cho em luôn món gì? Tính thua các loại luôn. Nướng em nướng đi. Món gì nướng, nướng độc độc đi. Tôm không? Bên đây là lỡ chúc mừng chào em gái xin. Đây là bi em, còn bi chị đi Phú Quốc chưa gì rồi nha anh em. Bữa nó có bi chị. Dứt hết luôn á. Nè. Bây giờ quay thiếu cái món đi. Đó, món gọi mới nha anh em. Vô mình nhậu tay 1 mình đi tay 2 tiếp. Đi giờ mình đi họ, đi hạt cho nhau nghe không? Vô. Xong mình tiếp tục mình đi tầng 2. Tầng 2 anh em rồi hẹn gặp anh em ở tầng 2. Thì mình ăn tầng 1 cho mình lên tầng 2 nha anh em. Mình ra quán mình phát kẹo kéo luôn. Lên rồi. Những lúc trời gió anh dám bàn tay con bước về bầu trời. Thank you.
Tình em chúng ta không rời xa, tình anh em chúng ta luôn khăng khít nhé. Sắp chia buồn vui hay những khi hoang ngàn, nhưng có anh em kề bên. Mọi người biết đó.